Hey, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về rút gọn cái web sử dụng PastorView để mình tối ưu web. Tôi sử dụng là bộ .NET 2022 ha, lập trình trên MVC. Các bạn chọn C#, chọn web, chọn cái MVC. Rồi tạo một project. Đây là ví dụ thứ hai. Khi mà một cái đoạn code mình sử dụng nhiều lần, nhất là khi mình thiết kế web có phần menu, có phần header và phần footer đó, thì mình sẽ viết nhiều lần. Thay vì mình viết nhiều lần như vậy thì mình sẽ đưa nó vào một PastorView và mình gọi nó ra. Rồi mình đã tạo xong một cái web mẫu và tôi chạy lên cho các bạn xem. Đây là cái trang web mẫu. Thì hai cái phần mà mình sử dụng tới lui nhiều nhất á, là cái phần header nè, phần menu và phần footer. Ở đây mình sẽ gom phần giao diện cái menu của mình lại, thì là cái header và footer lại thành một cái PastorView. Rồi phần menu của web á, thì nó được lưu trong cái layout là khúc đoạn code header các bạn. Thì bài toán này, cái cách làm này cũng rất đơn giản. Mình sẽ tạo ra một cái PastorView, nhấp chuột phải chọn S, chọn View. Mình chọn Razor ha. Razor S. Ở đây các bạn chọn cái phần này là phần header, các bạn có thể đặt header cũng được. Header, thay vì mình chọn là một cái view thì ở đây thì mình sẽ chọn là một cái PastorView ha. PastorView. Chúng ta đã tạo được một cái header. Ở đây thì mình sẽ tối ưu cái layout của mình là nguyên cái đoạn này, thì mình copy phần header qua, mình lưu vô đây ha. Thấy vào trong cái header. Cái vấn đề của mình là chỉ cần gọi nó ra là xong. Mình sử dụng là HTML chấm render partial ha. Rồi mình gọi nó ra là cái PastorView của mình là header chấm CSHTML. Rồi tôi chạy thử lên cho các bạn coi. Trong này menu thì mình để là privacy 1 và home 1. Đây là home 1, privacy 1.
tương tự như vậy thì mình sẽ tạo ra một cái footer, pass view footer. À đây mình có một cái master view của cái footer. Trong cái layout thì mình copy cái đoạn footer mình vào. Đây. Mình đổi cái footer. Tương tự như vậy mình sẽ gọi ra cái footer của mình. Rồi mình sẽ chạy lên cái object của mình. À đây là cái footer. Trong phần layout mình copy footer. Tương tự mình tạo ra phần footer. Khi mà mình tạo một cái layout mới, ví dụ mình cần copy cái layout này ra, và cái layout mới này nó sẽ có khác biệt với cái layout cũ. Thì mình vẫn sử dụng được cái phần header và footer mình gọi một lần. Khi mà mình chỉnh sửa cái header và footer thì nó sẽ sử dụng cho tất cả layout. Như vậy thì mình sẽ đỡ tốn công chỉnh sửa giao diện trên nhiều layout. Do đó là các bạn chỉ cần sử dụng cái hàm HTML Render Bastion, mình gọi cái tên cái Bastion View ra là mình sử dụng lại được. Hệ thống nó sẽ tự tra cứu đến cái file này, nó sẽ được tự truy xuất đến cái file này để đưa về kết quả. Đây là một cái ví dụ đơn giản về cái Bastion View. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.